Dạ vâng, và chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác, như các bác cũng đã biết thì cách đây 2-3 hôm em cũng đã nói với lại các bác là bên em những dòng chip JBL ST200 này hiện tại bên em là hết hàng, và cuối tuần hoặc là sang tuần thì bên em mới có hàng. Nhưng rất là vui, hôm nay em cũng rất là vui, và hôm nay thì em cũng vừa nhận được lô hàng vừa mới về, đó là những lô chip ST200, và kèm theo đó là hôm qua thì bên em cũng đã về một lô những đôi chip Tuner X200 kia. Vâng, và như các bác cũng đã biết được là chép là gì và âm chép là gì, và âm chép nó quan trọng như thế nào đối với cái dòng cái dàn âm thanh của nhà chúng ta. Thì hôm qua thì em cũng đã có một đôi phút ngồi tâm sự với các bác, đó là âm chép là gì và loa chép là gì, và loa chép nó có cái chức năng gì đó. Thì các bác cũng có thể theo dõi lại cái video đó. Và đây, trước mặt các bác đây đang là em đang sắp ba đôi chép JBL ST200 ra đây, đó là ST200 màu đen và ST200 màu cà phê. Đây ạ, đây là màu cà phê các bác nhé, đây màu cà phê này, và đây là màu đen. Đó, đây là màu đen, và toàn bộ các bác có thể nhìn thấy toàn bộ phía mặt trước của chép thì đều được làm bằng thép không dính, cực kỳ là thích, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, với những đôi loa chép này thì vẫn còn xốp ở đây nhé, khi vừa nãy em bóc ra đây vẫn còn xốp ở đây đó. Vâng, và những hàng hóa mà bên em nhập về thì bên em đều bóc ra và test rất là kỹ càng. Đấy, test rất là kỹ càng, lau chùi sạch sẽ, test rất là kỹ càng thì mới gửi cho các bác được. Đấy. Vâng, và đối với những dòng loa chép JBL ST200 này, tất cả em dám cam đoan rằng là tất cả các bác đã mua những đôi chép này về rồi và đã nghe rồi thì chưa ai có thể chê một câu nào hết. Đó, nó cực kỳ là hay và cực kỳ là sắc nét. Em cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn và rất là nhiều bác gọi điện đến và cũng chia sẻ về những đôi chép JBL này, và cũng thông báo cho em biết là khi đã nhận được hàng đấy, và cũng rất là ưng ý, cực kỳ là ưng ý, và có những bác thì lại đặt hàng mua thêm hộ cho bạn bè, cho hàng xóm, vì anh em bạn bè và hàng xóm qua thì thấy những đôi chép này nó rất là hay, tiếng nó rất là chất đấy, và nó lại còn độc lạ nữa. Vâng, và em đang ghép với đôi chép JBL ST200 này, đó là đôi BMB, đôi BMB CS1000C. Em sẽ tháo đôi chép này ra một lúc nhé. Đây, để cho các bác cảm nhận được cái chất âm của nó khi thiếu chép. Đó, em đang đánh hai loa luôn nhé, em đang đánh hai loa BMB nhé, mà đây các bác có thể nghe đây, cái mức độ trình diễn một cái bản nhạc của nó là nó kém đi rất rất là nhiều. Đây, các bác nghe nó không được hay, không được bay bổng nữa rồi. Và bây giờ em xin phép các bác em sẽ cắm lại nhé. Em xin phép các bác em để máy xuống một chút này.
vào đây, sau khi em đã lắp lại đây nhé. Đây, sau khi em đã lắp lại đây. Bên này cũng vậy, em đã lắp vào. Đấy, các bác nghe. Đấy, các bác nghe, cảm nhận được bài hát nó đây nó mới thực sự là một cái bản nhạc này. Đấy, đây nó mới thực sự là một cái bản nhạc. Chứ còn vừa nãy đấy nó chưa hẳn đã là một cái bản nhạc đâu, bởi vì nó bị thiếu tiếng chép và bị thiếu giả cao. Đó. Chúng ta nghe, chúng ta cảm giác là nó bị kìm nén ở trong lòng. Đấy, nó không thoát ra được hết. Khi mà không có những đôi chép này trợ lời vào thì chúng ta nghe một cái bản nhạc nó như kiểu là một cái ca sĩ mà hát chuyên nghiệp mà hôm đó bị viêm họng và hát. Đó. Tiếng nó không lên được và nó bị kìm nén, nó bị bí. Đấy, các bác có thể nghe thấy tiếng nhuyễn chê luôn. Dạ vâng, và video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em ạ.